Xin chào các bạn. Vào một cái ngày đẹp trời nào đấy thì tự nhiên cái tài khoản Facebook của bạn không thể đăng nhập vào được nữa. Cũng có thể do là bạn bị quên mật khẩu này, và tài khoản của bạn chưa kịp liên kết với một cái tài khoản nào đó để các bạn có thể hồi phục lại được. Hoặc trường hợp thứ hai là do bạn bị hack mất tài khoản. Thì lúc đó thì trong cái tài khoản của bạn thì có rất nhiều các cái hình ảnh về gia đình, về cá nhân, về đi ăn, đi chơi, về bạn bè, các thứ nọ kia. Thì rất nhiều các cái hình ảnh về kỷ niệm đó thì các bạn không thể nào lấy lại được. Thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức backup lại toàn bộ những cái ảnh rồi những cái video của bạn trên tài khoản Facebook cá nhân, để lưu lại toàn bộ những cái thông tin đó, để chẳng may xảy ra cái trường hợp là cái tài khoản của bạn không thể đăng nhập lại được nữa, thì các bạn vẫn có thể tìm lại được những cái hình ảnh và những cái video đó của bạn. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy trong cái phần Google ảnh hay Google photo của tôi, thì toàn bộ những cái hình ảnh trên Facebook đều đã được cập nhật tại đây, đều đã được backup tại đây theo từng ngày, từng tháng. Đó, các bạn có thể nhìn thấy tất cả các hình ảnh đều được lưu giữ lại. Thì để có thể lưu lại được như này thì các bạn cần phải có một cái tài khoản Google. Thì hầu như bây giờ tất cả ai cũng có một cái tài khoản Google rồi. Thì cái phần Google ảnh này nó sẽ nằm trong cái tài khoản Google của bạn. Các bạn để vào được cái Google ảnh thì các bạn có thể kích vào cái biểu tượng là các ứng dụng của Google ở cái dấu 9 chấm như này. Đấy, kích vào đây thì cái Google ảnh nó sẽ nằm ở trong cái phần các ứng dụng của Google của bạn ở trong cái mục này. Đấy. Để liên kết được cái Google ảnh vào cái tài khoản Facebook thì các bạn chuyển sang cái trang Facebook cá nhân của bạn, và các bạn vào cái mục là cài đặt và quyền riêng tư đây nhá. Tôi kích lại nhá. Các bạn kích vào cái mục tài khoản này, các bạn chuyển kích vào cái dòng cài đặt và quyền riêng tư nhé. Sau đó các bạn chọn vào cái mục cài đặt, kích vào cái mục cài đặt này, bỏ qua các cái dòng trong cái tab cài đặt này đi, thì các bạn chọn một cái dòng thông tin của bạn trên Facebook này, các bạn kích vào đây nhé, kích vào đây này. Rồi ở bên cái trang cái hộp bên phải này thì các bạn chọn vào cái dòng là chuyển bản sao ảnh hoặc video, các bạn kích vào đây. Đó, thì trong cái mục này thì các bạn chọn điểm đến nhé. Khi kích vào đây thì trong cái điểm đến của bạn thì có 3 mục, một là Google ảnh, hai là Crop, ba là Dropbox. Thì theo mình là các bạn nên chọn cái Google ảnh, bởi vì là Google ảnh thì nó là một cái ứng dụng của Google. Thì cái tài khoản của Google thì gần như là hầu như là người nào cũng phải có một cái rồi. Đấy, nó chính là cái mail mà các bạn tạo ra đấy. Cái Google mail mà các bạn tạo đấy chính là cái tài khoản Google của bạn. Đấy, thì cái Google Mail đấy nó cũng nằm trong các cái ứng dụng của Google nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây Google Mail này, Google Drive này. Đấy, phần dưới này là có Google ảnh này. Đấy. Thì các bạn chọn điểm đến này, chọn Google ảnh. Và cái Google ảnh này nó có cái dung lượng là không hạn chế đối với những cái ảnh để chất lượng cao. Tức là không phải là ảnh chất lượng gốc. Ảnh chất lượng gốc thì nó sẽ giới hạn dung lượng, nhưng đối với những cái dòng ảnh chất lượng cao ấy là nó sẽ là miễn phí về dung lượng, tức là các bạn dùng bao nhiêu cũng được. Thì cái trong cái mà đối với cái ảnh chất lượng cao ấy là các bạn dùng, các bạn xem nó đã thoải mái rồi. Thì các bạn kích vào Google ảnh này. Sau đó thì các bạn chọn cái mục để sao tạo bản sao, ví dụ ảnh hoặc là video. Thì cái này nó không cho phép là sao lưu cùng một lúc cả ảnh cả video, mà các bạn phải sao lưu từng cái một. Ví dụ các bạn hôm nay các bạn có thể chọn ảnh, hôm sau các bạn có thể chọn video. Ở đây các bạn có thể chọn ảnh, ở đây tôi chọn ảnh rồi, tôi đã chuyển ảnh sang Google ảnh rồi, bây giờ tôi kích vào phần video, tôi nhấn vào tiếp tục đó, xong sau đấy tôi chọn vào cái tài khoản Google của tôi. Đấy, và tôi chấp nhận cho cái Facebook nó liên kết với cái này, cái tài khoản Google này. Đây các bạn nhìn đây là đã đăng nhập vào Google nhé.
Rồi các bạn xác nhận chuyển này. Đấy, ấn vào xác nhận chuyển. Thì đấy là chuyển video sang Google ảnh này. Đây phía dưới là chuyển ảnh sang Google ảnh này. Đấy, thế nào? Hai cái này nó đang được xử lý và toàn bộ ảnh và video của các bạn sẽ được backup lại như thế này. Backup lại toàn bộ như này. Đấy. Từ những cái năm 2020 này. Rồi đến 2019 này. Rồi 2018 này. Nói chung là toàn bộ những cái ảnh mà các bạn đã up lên trên Facebook thì sẽ được lưu lại toàn bộ. Đấy. Trên đây là những cái hướng dẫn của tôi để các bạn có thể backup lại toàn bộ các ảnh hoặc video trên cái trang Facebook cá nhân, tránh cái trường hợp mà mình sẽ bị mất các cái hình ảnh hoặc video ấy khi mà mình không thể đăng nhập được vào cái tài khoản Facebook. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy cái video này hấp dẫn, thú vị thì các bạn hãy like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.